Mặc dù không phải tất cả du khách đều đeo khẩu trang, song khu nghỉ dưỡng ở thị trấn Sgileri đã cố gắng chia nhỏ các khu vực trượt băng hay các hoạt động thể thao khác để đảm bảo giãn cách xã hội. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đang theo dõi tình hình diễn biến dịch để đưa ra các biện pháp hợp lý. Mặc dù hơi phức tạp một chút, nhưng tôi hài lòng với cách chúng ta đang đối phó với tình hình chung. Điều này không hề dễ dàng đối với bất kỳ ai, nhưng mọi quyết định này đều dựa trên sự tự do của mọi người. Tôi nghĩ mọi người có thể tuân thủ các quy tắc. Tất nhiên là khó và bạn phải đề phòng những người bạn gặp để bảo vệ gia đình mình. Nhưng đó đều là những việc có thể làm được. Đức chính thức bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 27 tháng 12, song vẫn gia hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc đến cuối tháng này do tình hình diễn biến dịch vẫn phức tạp.